Gate gate bara gate bara son gate buri swa. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Thầy và kính thưa đại chúng. Bạch Thầy, trong cái sự hành trì của con á, thì con có một thắc mắc là tại sao đối với những người lạ, những người mà chưa thân á, thì con rất là dễ vui, dễ thông cảm. Mà đối với những cái người mà thân rồi, đặc biệt là những người trong gia đình á, thì con rất là dễ nổi nóng, phản ứng và nói những cái lời không có dễ thương bằng mình nói với người lạ. Dạ, xin Thầy giải đáp. Cho một tràng vỗ tay. Hỏi những câu như vậy lợi ích chung. Dạ. Con đứng lên cho Thầy hỏi nè. Giờ con mô tả giùm Thầy cái trái cây mang tên là kho cống. Con tả xuống một cái bài hay là con nói lại giùm Thầy, con tả cái trái cây kho cống ấy. Biết cái trái, thấy cái trái kho cống chưa? Trái nó đâu có đâu nhỉ, mà biểu mình mô tả. Cái gì không có là không có hình ảnh trong tâm. Không có hình ảnh thì không có cảm xúc ở trong hình ảnh đó. Hễ cái gì mà có cái cảm xúc, có cái suy tư, có cái quá khứ, cái gì mà nó có lưu lại về thông tin là cái đó thường nó mang cái nội dung cảm xúc trong đó. Nhìn một người thương, nhìn một người ghét, nhìn một cái gì ngày xưa mình hay gần gũi, làm việc 30 năm ở chỗ công ty đó, đi ngang qua chuyển chỗ việc làm khác rồi tâm mình sao? Mình nói là người dân, bởi vì thương yêu rồi giờ người ta thương yêu người khác. Dưng không? Dưng hay không mình biết, ai biết. Nhưng mà cái gì trong tâm mình có hình ảnh thì cái đó mình đã lưu lại cái cảm xúc rồi. Thành ra người nào mà ở với mình hoài hoài giống như cha mẹ, họ không những kiếp này với mình mà còn vô số kiếp trước nữa. Nó đã ở trong tàng thức của nhau, những cái hình ảnh và cảm xúc của nhau. Và khi người kia chuẩn bị bước ngang qua, mình biết họ bước qua trái hay phải luôn, đi cái điệu dáng thế nào luôn. Giữa 100 người dưới đường kia nhìn thoáng qua có một người quen quen, cái tâm mình nó dính vô miệng. Có không nè? Nếu mình phát hiện ra cái người đó, hình như. Thế cái gì đó mà quen quen giữa cái đám đông một cách bất chợt là tâm của mình, nó bắt đầu dính vô thứ đó. Phải vậy không? Tự nhiên đó mà. Thì ở đây á, với người mà mình thân thương là mình thường giữ một mớ hình ảnh của họ. Mà hình ảnh thì nó mang cái cảm xúc vui buồn của họ đối xử hàng ngày. Khi họ chuẩn bị nói, làm, hành động một cái gì đó, cái mình lôi cái mô hình quá khứ của họ ra đó mà nói, con biết rồi nhưng mà con thuộc lầu những gì chuẩn bị mới nói ra. Mệt bật quá. Còn đối với người mà mình chưa biết gì về họ hết, giống như cái trái cây kho cống ấy, làm sao mình mô tả được? Bởi vì mình không có biết gì về nó hết trơn. Mình không có hình ảnh gì nó, mà nó cảm xúc gì nó không? Không. Nó lần đầu tiên xuất hiện thì nó như thế nào, mình chấp nhận như thế đó. Tâm mình không có phán xét hay dở đúng sai, thân sơ vào trong đó. Hãy để tất cả mọi thứ và mọi người đều lạ, để cho lòng ta không có lưu giữ hình ảnh nào. Thì khi ta tiến đến bằng một không gian tĩnh lặng, người với ta sẽ nhận ra nhau. Nè, làm thơ luôn á. Và khi mình đến với người bằng một không gian tĩnh lặng, người sẽ rất là dễ chịu. Đó chính là biểu hiện của tình yêu. Yêu không phải là lấy cái cảm giác thương yêu của quá khứ nhung nhớ về một người, dù đó là cha mẹ hay người thương nam nữ. Yêu tức là một sự tĩnh lặng đơn thuần nhận ra nhau. Yêu tức là yêu thương, tức là một sự có mặt đơn thuần không phán xét. Hãy để
cho cả cuộc đời này xa lạ với mình đi, để mình không có quyền đặt cái tôi và để chữ của mình lên thứ đó, rồi sai sử theo lòng tham của mình, mong muốn nó theo ta. Nó theo được mỗi một ngày tham lên nữa, theo không được mỗi một bữa mình sân hơn, phải không? Được thì tham, không được thì sân. Nói chung đường nào cũng chết. Hãy để mọi thứ xa lạ hết. Không phải mình dửng dưng, mình vô cảm, mà bởi vì mình gì? Mình muốn thương yêu đích thực, không muốn làm khổ nhau. Cho nên một vị thiền sư thương thì thương hết dạ trọn tình, mà khi lạnh thì sao? Lạnh như băng bất cực luôn, không lưu luyến. Hãy đến đây một vầng trăng lạ, ta trọn với tình em, nhưng em đi ta vẫy tay chào. Oh yes. Nếu để cái tâm của mình hằng ngày sống như vậy trong tất cả mọi mối quan hệ, thì đứa bé thơ nó cảm thấy dễ chịu với người mẹ, người cha nó vô cùng. Còn mẹ cha lúc nào cũng thấy mình là lớn, đến với nó và phải nói phải làm, không được làm, cái này đúng, cái kia sai. Lúc nào cũng tiến đến một cái vai diễn rằng ta là người dạy dỗ con, nghe lời, cúi đầu, vâng dạ, đưa giấy kẹo, ả đi, ả, ả, ả mới cho, không ả không cho. Ngày xưa thầy còn nhớ, thầy không bao giờ ả. Khi mà mình ở, mình tới với đứa con của mình bằng một không gian như người bạn, nó sẽ không cần một người bạn nào tâm giao để nó kể những chuyện thầm kín trong lòng cho người ngoài trước mình. Ở với một người thân mà xa lạ, cái cô đơn lạnh lẽo đó nó còn dữ tợn hơn ở một mình mà cô đơn. Một đứa bé thơ nó cảm nhận điều đó, cho nên ở với nó 10 năm mà cuối cùng nó ra ngoài đường, nó gặp người bạn, nó kể toàn bộ những thứ trong lòng nó cho người ta. Cha mẹ không hiểu được, phải không? Vợ chồng cũng vậy, bạn bè, tất cả mọi mối quan hệ đều vậy. Anh thương thật thì anh đừng có lưu giữ hình bóng của nhau. Anh tạo ra hình bóng của anh trong đầu anh tạo hình bóng của người thương ở trong đầu anh, rồi anh lấy hai cái hình ảnh đó anh làm bầm miết ở trong lòng anh. Rồi anh nói anh gặp họ. Hãy gặp nhau bằng toàn bộ sự sống, đừng có gặp nhau qua hình bóng của nhau. Thì gặp nhau như vậy á, bằng sự sống hiện diện đơn thuần, không cần quá nhiều câu nói, không cần quá nhiều phán xét, không cần quá nhiều hình ảnh. Chỉ đơn thuần ta hôm nay ta về và ta thấy em ngồi bên cạnh đó. Cảm ơn người nhiều vì ta biết người đang sống cho ta. Sự hiện diện của người là một đóa hoa làm cho ta đỡ mệt mỏi. Và ta cũng xin nguyện làm một đóa hoa nữa, không cần tình tiền nhiều, bằng sự vững chãi và tinh khôi này ta nguyện dâng hiến cho em. Một sự hiện diện đơn thuần đó là món quà tuyệt vời nhất. Bây giờ một đóa hoa này cho con xin phép tự thân nó đẹp, nhưng nó không biết nó đẹp. Nếu mình nhìn vào thật sâu mình có mặt đơn thuần, không gọi tên đặt danh phán xét nói này nói nọ về cái hoa đó, chỉ đơn thuần hiện diện cho nó thôi, có mặt cho nó sâu vô, nhìn cho kỹ vào nó, nó rất thích điều đó, nó sẽ đẹp hơn. Khi mà mình bỏ vào nó cái thứ mà nó không có, khi mình thêm vào nó cái sự chú tâm và tỉnh thức của mình là của loài người, mà vũ trụ vận hành qua cái tỉnh thức của loài người có cho loài khác ít có. Khi mình bỏ cái thứ mà nó không có vào cho nó rất thật. Một đóa hoa sẽ đẹp hơn khi tâm mình trọn vẹn vào nó. Mỗi sáng sớm ra hãy vuốt ve cái cảnh mình chăm sóc đấy, còn cây kia không thèm để ý luôn, mình sẽ thấy hai cây có khác. Hai cái cây nó khác thế nào? Hai người mình thương khác như nhau. Một cái cây hay một đóa hoa mình chú tâm vô bao nhiêu, nó hạnh phúc bấy nhiêu. Một con người mình lạnh lẽo bao nhiêu, bỏ mình bấy nhiêu. Hãy để sự chú tâm của mình vào một cái cây. Hãy để sự chú tâm của mình vào người mình thương, kẻ thương mình.
Một sự chú tâm đơn thuần, không có gọi tên, đặt danh, không có lôi quá khứ về bàn chuyện, không có giàu nghèo đúng sai, so sánh hơn thua. Hãy đặt tình yêu đơn thuần với sự có mặt đó. Tất cả mọi người trong không gian hay mọi vật trong không gian với sự chú tâm đơn thuần có mặt đó sẽ nở như một đóa hoa, dù cái đối tượng kia có đáng ghét, xấu xa như rác chăng nữa, rồi cũng sẽ nở hoa. Đó là hình ảnh Đức Phật độ Angulimala tiến tới, và ta không thấy con là một tên giết người, ta thấy con là một đóa hoa âm thầm tới đây hiện diện cho con với tự tánh ở bên trong đó, và cảm nhận được một cái điều gì đó, cho nên mới quỳ gục xuống và xin vứt đau. Đấy, không phải lấy cái bạo lực mà trị cái bạo lực, đơn thuần. 100 đệ tử, ông này ăn cắp. Một lần chúng lên thấy, hai lần chúng lên thấy, ba lần bạch trụ trì đuổi đi. Mấy ông đi đi, tôi giữ cái người này lại. Vì mấy ông đã vững, đuổi người này ai dạy họ đấy. Nước mắt trào dâng, thầy ơi con xin không ăn cắp nữa. Sức mạnh của lòng từ, sự hiện diện đơn thuần, chấp nhận không cần điều kiện, làm thay đổi mọi thứ. Đó chính là tình yêu. Thiền là sự có mặt đơn thuần, và kết quả là tình yêu biểu hiện, và thứ nữa là hạnh phúc cho cả hai, dù là một người hay một cái hoa vậy. Ok. A Di Đà Phật.